Mưa to và gió mạnh cũng được coi là nguyên nhân chính khiến một chiếc xe rơ móc đã rơi xuống vực trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua huyện Văn Yên của tỉnh Yên Bái. Theo người dân địa phương thì chiếc xe rơ móc gặp nạn lúc 19 giờ tối ngày hôm qua. Chiếc xe đang chở quặng hướng từ Lào Cai về Hà Nội. Đến đoạn đường nói trên thì gặp mưa to và gió lốc. Lái xe không làm chủ được tốc độ nên đã tông qua hành lang rào chắn và rơi xuống vực. Sau nhiều giờ cứu hộ thì lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe bị nạn lên khỏi vực. Thi thể nạn nhân duy nhất của vụ tai nạn là lái xe cũng đã được đưa ra khỏi cabin.